Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 135: Tâm không thanh tịnh là tổn thất lớn. Học Phật tuyệt đối không phải là trò đùa. Chân thật nỗ lực thì cần phải buông xả. Tại vì sao phải buông xả? Không buông xả thì sẽ bị chướng ngại. Người biết buông xả là buông xả từ nơi căn bản. Người biết tu thì cũng tu từ căn bản. Căn bản là gì? Căn bản chính là vọng tưởng, chấp trước mà Phật thường hay nói với chúng ta. Một ngày từ sớm đến tối, nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ trước, nghĩ sau. Đây là người đều không thành thật. Người chân thật tu hành làm gì có thời gian để khởi vọng tưởng? Ở trên kinh Hoa Nghiêm Phật nói: tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Bạn không thể chứng được chính bởi vì vọng tưởng chấp trước. Bạn có thể đem vọng tưởng chấp trước buông xả thì những thứ cành lá khác đều có thể buông xả. Cho nên chúng ta ở ngay nơi cuộc sống hàng ngày, không luận là đối người, đối việc, tâm vừa khởi lên một ý niệm liền nghĩ đến ta lại chấp trước, ta lại khởi vọng tưởng rồi. Lại nói cụ thể một chút, ta lại khởi nghiệp chướng rồi. Vọng tưởng chấp trước chính là nghiệp chướng, chính là tội chướng. Tội chướng hiện tiền rồi. Tại vì sao chư Phật Bồ Tát ở trong tất cả cảnh giới không khởi vọng tưởng chấp trước? Tại vì sao ta lại khởi vọng tưởng chấp trước? Chỗ này phải sanh tâm hổ thẹn. Khởi lên tâm hổ thẹn, tự lo quản thúc chính mình thì làm gì có thời gian mà quản thúc người khác. Một người chân thật tu hành, họ làm gì có thời gian đi quản việc thừa của người khác. Mục đích học Phật của chúng ta là gì? Là tu tâm thanh tịnh. Tu hành chính là tu tâm thanh tịnh. Ngoài tâm thanh tịnh ra, thảy đều là giả. Vì sao vậy? Vọng tâm là biến ra sáu cõi luân hồi. Tâm địa bạn thanh tịnh mới tương ưng với tịnh nghiệp, tương ưng với tịnh độ. Lục Tổ Đại Sư nói rất hay: nếu là người chân chính tu hành, không thấy lỗi người khác. Vì sao họ không thấy lỗi của người khác vậy? Vì tâm của họ thanh tịnh. Tâm người thế gian không thanh tịnh, họ ngày ngày nhìn thấy lỗi của người này, nhìn thấy lỗi của người kia. Tâm của họ không thanh tịnh thì sanh phiền não rồi. Sanh phiền não, hay nói một cách khác, đối với người niệm Phật mà nói, công phu thành khối bị phá hỏng rồi. Hy vọng vãng sanh tịnh độ là không thể. Bạn nói xem, cái tổn thất này có lớn không? A-di-đà-phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.